mọi người ạ, hiện tại bây giờ thì anh em đã bốc xong rồi. Đấy, chỉ còn có 1-2 bao nó bị bục ra thôi là hết rồi. Nói chung xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy lượng. Hiện tại bây giờ mình có mặt tại thôn Cát Lủng rồi ạ. Thì bây giờ thì anh em mình tiếp tục đổ bê tông rồi ạ. Thì hôm nay anh em mình đổ đến chỗ nhà em Tính rồi. Thì buổi sáng nay nữa là đổ hết bê tông thì là quay ra thì cho máy lên để lên trên kia để chuẩn bị đục đá để nghiền. Vậy hôm nay là chỗ anh Lu anh đang sửa cái máy khoan đá để chuẩn bị lên khoan đá mọi người ạ. Đấy, bây giờ thì anh em đang lấy xi để đổ bê tông. Còn khoa nghiền bột đá thì đợi anh Nô anh sửa máy xong bắt đầu là lên trên kia để xem máy móc nào để chuẩn bị nghiền bột đá mọi người ạ. Đấy thì bây giờ thì anh em này, chỗ anh Chính này đang làm mặt bê tông rồi. Đây chỗ anh Nô thì đang sửa máy khoan đá. Kẹp à? Anh như nào? Tắc lỗ rồi. Tắc lỗ á, chắc là khoan nhiều quá nó bị tắc như thế nào phải rửa. Cái này là một con của mình, một con của họ. Một cái là mượn là của Linh Văn Bé, một cái thì cái này sửa lúc tối nhanh thôi anh tiếng á. Tức là vừa sửa này xong là vừa rửa nhức để cho nó sạch sẽ xong là thông hết toàn bộ cái lỗ này ra đúng không, để cho đỡ kẹt. Để cái máy này nó khoan nó chạy bằng hơi mà, nếu mà lỗ nó không thông thì nó không thể chạy được. Thì bây giờ thì để cho anh ấy sửa thì mình lên trên này để xem mọi người đổ bê tông để trộn. Mấy anh em đang lấy xi ở trên này. Giờ chưa xong em. Cầm ống nước. Đây đây, cầm cái nó bơm ra ngoài đó. Lâu ơi. Ra đây. Nhanh, nước nó chảy á.
Kéo kéo mạnh vào, kéo mạnh vào, kéo mạnh vào đi. Rồi. Nào nào, kéo kéo vào vào nữa nào. Đây, kéo kéo đi, kéo đi, kéo đi, kéo đi. Ôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mọi người ạ, hiện tại bây giờ thì anh em cũng đổ được hết xi rồi. Đấy, bây giờ thì anh em mình sẽ bây giờ là cho cái máy lên, nó cẩu cái máy hơi lên trên xe. Đấy, hiện Thế tại bây có giờ kíp thì mình sẽ vào không? bơm cái nước kia xuống téc. Bơm xong rồi là quay lại là cẩu cái máy hơi kia lên, xong là lên trên kia để cho anh em nó khoan mọi người ạ. Đấy, thì bây giờ thì anh em cũng đang tập trung vào chuẩn bị đi bốc xi mọi người ạ. Đi lên trên kia bốc xi còn mấy tấn nữa thì bốc nốt xuống đây. Đúng rồi, để mai ngày kia là nghiền được bột đá cái là quay xuống là bắt đầu là đổ luôn mọi người ạ. Xong là vừa vừa xong là hạ luôn téc nhá, hạ luôn téc ở đấy. Chưa buộc nãy hay buộc nhỉ? Hả? Lên xuống cho đây, tôi mấy em lên xong là hạ luôn cái téc ở trên đấy, xong rồi để xe xuống đây để nó cẩu cái máy hơi này lên. Còn là anh xuống dưới kia để anh hộ em là cho cái cuộn dây khoan lên trên này cái. Dìa dìa. Đây bỏ biết tiếng bỏ anh xính bỏ là xuống cầm cái cuộn dây khoan của cái máy khoan lên trên này để lát nữa bỏ ô tô để lên luôn. Có lúc lại phải chờ đợi. Chờ một. Nghiền chưa? Nghiền chưa? Hả? Nghiền chưa? Thì mà một cái nghiệp của đá nó tu quá nó không bơ được. Nó kia bỏ đi hết rồi. Đây anh em bắt đầu hạ tét xong rồi là quay ra là để cái xe nó kia để buộc cái máy bơm xuống dưới này, xong rồi là cổng cái máy nén khí lên. Đây 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 cho đây. Rồi cuốn nó lên này, cuốn nó lên cái này. Cuốn nó lên. Xin rồi. Ở đấy. Ôi vợ à, đang đổ à? Để anh lấy.
Ôi, cho can đấy cái, cho can đấy cái. Can, can. ba giờ hai mươi rồi đấy, giờ bốc chiến sĩ đoàn tối nữa về là vừa. Để gì kia này, đừng có để vậy nó vỡ mình thôi. Em cho dịch xuống thế này này. Một dịch lên hay dịch xuống. Chạm đá này, cái nâng lên tí, kê bên đá lên tí. Thôi được rồi đấy, được rồi đấy. Kê đá lên tí này, kê bên đá lên tí này, được rồi. Kê nằm lên tí này rồi. Đá mỏng thôi, mỏng thôi. To. Đó này, đó này nữa này. Đó, mọi người ạ, hiện tại bây giờ thì anh em đã cẩu xong rồi. Đấy, bây giờ thì để gọn cái cuộn dây này vào xong rồi là bây giờ anh em đi lên trên kia bốc xi luôn. Xong rồi về để cho anh em hạ xuống nó tối. Thôi đi đây. Mọi người ạ, thì buổi chiều hôm nay thì anh em bà con bắt đầu là tiếp tục là nghiền bột đá mọi người ạ. Thì buổi ngày mai bắt đầu là anh em mình cho mọi người khoan xong rồi để chiều mai bắt đầu là nổ mìn. Nếu mà khoan được thì anh em sẽ nổ mìn luôn. Đấy, thì bây giờ anh em mình lên cái này để xem bà con và nghiền bột đá. Anh em
hiện tại bây giờ thì anh em mình đã lên đến nơi rồi, thì xe nó vừa lên trước mọi người, thì mình còn hiện tại bây giờ đang vừa nãy thì quay ở dưới kia là quay bà con nghiền bột đá, thì bây giờ thì anh em vừa lên nơi thì đây anh em đã bốc được một nửa xe rồi này, còn nửa xe nữa thôi. Đó. Đây, bốc hết cái này lên luôn này. Vứt hết mấy cái bao giỏ lên luôn này. Úi giời ơi, wow. Đấy, mấy anh em bán nhau. Tháng 6. Nếu mà bốc hết xe này thì chắc thì khoảng vào khoảng hơn 2 tấn. Mọi người ấy, hiện tại bây giờ thì anh em đã bốc xong rồi. Đấy, chỉ còn có 1-2 bao nó bị bục ra thôi là hết rồi. Đấy, xong rồi còn anh em thì đang chuẩn bị còn một bao nữa sao? Còn mấy bao nữa em? Đấy, em khóa luôn cửa ra anh ấy. Đâu, không chưa? Ôi lầy rồi. À, mọi người ạ, hiện tại bây giờ thì xe nó xuống đến đây rồi nhưng mà nó đang bị lầy chỗ này. Thì anh em mình sẽ là xếp gọn xi vào đây thôi. Đây nhá. Bây giờ là mở thùng ra nhưng mà đừng đổ xuống, để xếp vào đây. Đấy, xếp vào trên chỗ này này. Đó. Xong rồi để mà xếp gọn vào đây, xong rồi là đậy vào, xong rồi để mai là bắt đầu là cho nó nhẹ bớt cái xe này xuống. Xong rồi để xe nó tiến lên xem có tiến được không. Xong rồi để lùi xuống làm một đống nữa ở dưới kia. Ô, đằng nào cũng thế mà xếp đây được. Không, bây giờ xe nó đang nặng cái này thì không ấy đâu. Ô, đi anh em tập trung bớt đi, vô xếp đá đây luôn đi. Đằng nào làm luôn cho nó nhanh đi. Xếp cao lên nhá, xếp cao lên nhá, không có là xi là nó chết đấy. Đây này anh em, mình anh em ra bê đá đi, cẩn trương lên, bê đá đi xong rồi về đây xếp này. Mọi người xếp đá này thì là lúc mà mưa thì cái đá nó không ngấm nước. Đấy, thì là lúc mà mưa xuống là nó sẽ chảy ngầm xuống dưới cái đá này. Ờ, xếp đá để xếp xi vào đây. Xe nó không đi được. Ờ, thế à? Thế về nó cắt thôi, kệ nó. Bây giờ nhá. Ừ. Đi, anh em đi bốc thêm cái đá nữa vào đây đi. Đấy, cái thế là quắp luôn. Mình cho mấy viên vào bên giải bên trong này, để tránh cái đá này ra, không có nước nó chảy xuống là nó.
Nhiều mọi người ạ, hiện tại bây giờ thì anh em đang xếp xi xuống rồi. Đấy, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay, hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.